Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự 9 giờ 30 phút với các tin tức đáng chú ý sau đây. Hà Nội xưởng nhựa cháy ngùn ngụt trong đêm. Hy Hữu quốc gia bầu tổng thống bằng bi ve. Dượng rể xâm hại cho gái 15 tuổi và nhiều thông tin đáng chú ý khác sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 2 tháng 12, một xưởng tái chế nhựa tại ngõ 80 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo các nhân chứng, ngay khi phát hiện ra cháy, những người trong xưởng nói trên đã vội vã chạy ra ngoài thoát thân và nhanh chóng báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tới xử lý. Nhận được thông tin, ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực đã có mặt và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng bốc lên dữ dội, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 22 giờ 45 phút, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn khói bốc lên ở một vài chỗ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực phun mưa vào khu xưởng cháy. Theo quan sát, vụ cháy đã làm toàn bộ phần mái của xưởng nhựa đổ sập và nhiều vật dụng bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện chưa rõ thông tin thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy. Ngày 2 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Rạ, 45 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Theo cơ quan điều tra, ngày 23 tháng 8, Rạ đi nhậu cùng bạn bè. Trên đường về nhà, Rạ đi ngang qua nhà HMTT 15 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, gọi Rạ bằng Dượng. Nhìn thấy cháu đang học bài, Rạ nảy sinh dục vọng. Rạ bước vào nhà, ngồi kế bên cháu T và dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm. Cháu gái phản ứng và chi hô. Sau đó Rạ bỏ về nhà, cha mẹ cháu T đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Rạ khai do có uống rượu, không kiềm chế được bản thân nên thực hiện hành vi xâm hại cháu T. Theo một lãnh đạo công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, thì một vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 15 phút sáng nay ngày 3 tháng 12 trên quốc lộ 1 tại km 1303+900 thuộc khu phố Chí Đức, nằm trong thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An. Vào thời điểm trên, một chiếc xe dừng nằm biển kiểm soát 76B00742 do ông Nguyễn Có, sinh năm 1962, ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, chạy theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi. Khi đến địa điểm trên thì chiếc xe bỗng phát cháy, ngay lập tức ngọn lửa bùng phát, tài xế dừng xe hô hoán để hơn 30 hành khách thoát thân. Ngay sau khi xe phát cháy, những người dân sống hai bên đường cùng gần 50 chiến sĩ công an huyện Tuy An gần đó đến hỗ trợ đập kính xe, cứu kéo hành khách thoát khỏi đám cháy trước khi chiếc xe này bị cháy rụi hoàn toàn. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 2 tháng 12, ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe bồn chở xăng bị mất lái và phát nổ trên đường tại miền trung Nigeria. Theo nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ theo giờ địa phương, tức 14 giờ theo giờ Việt Nam, tại thị trấn Tegina, bang Niger. Vụ nổ cũng khiến 8 ngôi nhà bị thiêu rụi. Một người tham gia chiến dịch cứu hộ cho biết họ đã chôn 14 thi thể, trong đó có một em bé 6 tháng tuổi. 8 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện với các vết bỏng, trong đó có 2 người đang trong tình trạng rất nguy kịch. Người phát ngôn của Cơ quan An toàn Giao thông Liên bang tại bang Niger đã xác nhận vụ tai nạn trên. Quý vị thân mến, mỗi quốc gia trên thế giới đều lựa chọn cho mình một hình thức bầu cử khác nhau, trong đó đa phần là sử dụng phiếu giấy hoặc phiếu điện tử. Tuy nhiên, người dân Gambia lại duy trì một cách bầu cử tổng thống hoàn toàn khác biệt, đó là bằng những viên bi ve. Vào ngày 1 tháng 12, người dân Gambia bắt đầu tiến trình đi bầu cử để bầu tổng thống nhiệm kỳ mới. Với cách thức bỏ phiếu đặc biệt này, mỗi cử tri sẽ được phát một viên bi ve, sau đó họ sẽ thả một viên bi vào các thùng rỗng có dán ảnh và những biểu tượng đặc trưng của các ứng viên tổng thống bên ngoài. Mỗi ứng viên tổng thống sẽ được quy định một màu thùng khác nhau. Các cử tri sẽ bỏ phiếu trong phòng kín và chỉ được thả một viên bi duy nhất vào thùng. Trong mỗi thùng có đều lắp chuông để mỗi khi có viên bi nào được thả vào thùng thì chuông sẽ kêu lên để báo hiệu đã có người vừa hoàn tất quá trình bầu cử. Quy trình này nhằm tránh hiện tượng bỏ phiếu nhiều lần và gian lận trong bầu cử. Sau khi các cử tri bỏ phiếu xong, toàn bộ số bi trong thùng sẽ được đổ ra những chiếc khay đặc biệt có từ 200 tới 500 lỗ, giúp các nhân viên phụ trách bầu cử có thể đếm chính xác và nhanh chóng số bi dành cho mỗi ứng viên tổng thống. Cơ quan phụ trách bầu cử Gambia cho biết đây là hình thức bầu cử minh bạch, công khai và đáng tin cậy, vì cho phép cả những người không biết chữ cũng có thể tham gia bầu tổng thống. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự 9 giờ 30 phút của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Tin thời sự 9:30.